Bạn nhắn lò xong, hãy thử một lần đi. Cuộc thi bạn nhún lò xo bắt đầu. Hãy chào đón Kiki. Khởi động nào. Sau đây sẽ là vòng 1 huy chương đồng. Ready, go. Hãy kéo tấm bạt nhún sang trái phải để giúp Kiki nhảy. Lần này chúng ta sẽ thử nhé. Ôi không, thất bại mất rồi. Đừng thất vọng, thử lại lần nữa xem. Cuộc thi bạt nhún lò xo bắt đầu. Hãy chào đón Kiki. Khởi động nào. Sau đây sẽ là vòng 1 huy chương đồng. Ready, go. Hãy kéo tấm bạt nhún sang trái phải để giúp Kiki nhảy. Giỏi lắm, bạn đã uống một giọt. Bạn đã vượt qua. Kiki nhảy bay vào vũ trụ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Vòng 2 bắt đầu. Ready, go. Hãy thử di chuyển khung màu đỏ xem sao. Bạn đã vượt qua. Kiki nhảy bay vào vũ trụ rồi. Cố lên. Để kết thúc vòng 3 là có thể nhận huy chương rồi. Ready, go. Nỗ lực nhé. Cuộc thi bạt nhún lò xo bắt đầu. Hãy chào đón Kiki. Vòng 1 huy chương bạc. Ready, go. Vòng 2, huy chương bạc. Ready, go. Bay lên nè.
Vòng 3, huy chương bạc. Ready, go! Với huy chương vàng nhé. Cuộc thi bạt nhún lò xo bắt đầu. Hãy chào đón Kiki. Vòng 1, huy chương vàng. Ready, go! Bay lên nè. Vòng 2, huy chương vàng. Ready, go! Kiki nhảy bay vào vũ trụ rồi. Vòng 3, huy chương vàng. Ready, go! Oh.
vượt qua. Kiki nhảy bay vào vũ trụ rồi. Bạn quả là thiên tài nhảy bạt nhún lò xo. Bạn đã ghi ảnh được huy chương vàng. Nhảy cầu sẽ thú vị lắm đấy. Trò chơi nhảy cầu sắp bắt đầu. Hãy chào đón Kiki. Trước hết, trận đấu vòng 1, huy chương đồng bắt đầu. Ready, go! Hãy đẩy Kiki để giúp Kiki nhảy xuống nước. Lần này, chúng ta sẽ thử nhé. Thật tuyệt vời, Kiki rất vui. Giỏi lắm. Tiếp theo là cuộc thi nhảy cầu 5m. Nhấn vào các chướng ngại vật để phải. Hãy nhấn thêm. Chúc mừng, vòng 1 đã kết thúc. Tuyệt quá. Sau đây sẽ là vòng thứ 2. Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Thật tuyệt vời. Tiếp theo là nhảy cầu 10m. Giỏi quá, bạn đã qua vòng 2 một cách dễ dàng. Kết thúc vòng 3 thì bạn sẽ nhận được huy chương đồng. Tuyệt quá, bạn đã giành chiến thắng rồi. Xuất sắc, bạn đã giành được huy chương đồng. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Khởi động nào. Tiếp theo sẽ là thử thách với huy chương bạc. Vòng 1, huy chương bạc. Ready, go! Thật tuyệt vời, Kiki rất vui. Chúc mừng, vòng 1 đã kết thúc. Vòng 2, huy chương bạc. Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Giỏi quá, bạn đã qua vòng 2 một cách dễ dàng. Vòng 3, huy chương bạc. Tuyệt quá, bạn đã giành chiến thắng rồi. Chúc mừng, bạn đã giành được huy chương bạc. Hãy thử sức với huy chương vàng nhé. Chuẩn bị xong chưa? Nhất định phải đạt được huy chương vàng. Vòng 1, huy chương vàng. Ready, go! Thật tuyệt vời, Kiki rất vui. Chúc mừng, vòng 1 đã kết thúc. Vòng 2, huy chương vàng.
giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Giỏi quá, bạn đã qua vòng 2 một cách dễ dàng. Vòng 3, huy chương vàng. Tuyệt quá, bạn đã giành chiến thắng rồi. Bạn là thiên tài nhảy cầu, bạn đã giành được huy chương vàng.